Má ơi, bạn cầm cho mình cái ly này cái được không? Okay. Để mình ấy lại cái quần á. Nói nhiều quá. Alo. Đợi xíu, đang hỏi đường nè. Biết đường Sài Gòn đâu mà. Đang kiếm người hỏi đường. Rồi rồi, ok. Ủa gì vậy? Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Nó làm mình bối rối. Chị ơi, chị cầm giùm em cái ly được không chị? Em cụ như vậy cái. Ok. Chị cầm giùm em nha, tại ly của mẹ em truyền lại á. À thế à. Hello, tôi nghe bạn ơi. Là sao vô mình ngồi? Để xíu, để tôi hỏi đường cái, để tôi kiếm chỗ lên nè. Rồi, ok. Đứng ngay, tôi đi lên liền á. Rồi. What? Nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay. Còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh. Ôm trọn vào lòng một khoảng trời nhỏ bé. Biết rồi, làm sao đây? Tôi đang ở đâu? Tại sao có quá nhiều thứ kỳ diệu xảy ra quanh đây? Bạn ơi, bạn cầm mình cái ly được không bạn? Ok. Mình cầu cái vậy cái. Alo. Ô, đợi xíu anh cầu cho vậy. Rồi. Nó làm mình bối rối. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Chắc chắn đấy, và mình bạn ơi. Ủa gì vậy? Bạn cầm giùm mình cái ly được không? Để mình chỉnh lại quần cái. Ok. Cái ly cầm kỹ giùm tôi, tại mẹ tôi tặng tôi á. À thế à. Mẹ kêu là khi nào có người yêu á thì mang cái ly về, tại đựng người yêu vô trong cái ly á. Tôi chỉnh lại. Ý nó là mẹ kêu chặt từng khúc. Đợi anh. Alo. Tại xíu đang hỏi đường đi lên liền á. Rồi. Cho giùm mình ly cái. Nhớ cầm giùm nha, cái này báo giờ của tôi á. Để mày kêu tao. Em cầm cho anh cái ly được không? Để anh cột như vậy á. Anh gửi nè. Tao đâu đâu. Biết rồi, sao đó. Em cầm hỏi anh cái ly được không? Em cầm cho anh cái kỷ vật của anh, em cầm cho anh đó. Mấy bạn cầm giùm mình cái ly được không? Ý nó là cái này là bảo vật của mình á. Ý là mẹ mình cho mình để lên đây á. Để mình chỉnh lại này cái. Không, mẹ mình tặng mình cái ly này. Tại mẹ bảo khi nào có người yêu á thì bỏ người yêu trọng. Để làm